Mời bạn nam. Oh. Wow. Rồi, bây giờ giới thiệu về mình nha. Mời bạn nữ giới thiệu trước. Dạ, em xin chào chị Cát Tường xinh xắn dễ thương. Cảm ơn em. Cùng anh Quyền Linh vui vẻ thân thiện. Và anh với kia tấm màn cùng toàn thể khán giả trong trường quay hôm nay. Em tên là Nguyễn Dương Kim Cương. Em 29 tuổi. Công việc hiện tại của em là thư ký tòa án. Em làm việc ở tỉnh Tiền Giang á chị. À, rồi dạ. Quê mình Tiền Giang luôn hả? Dạ, em ở Tiền Giang. Xong là về lại Tiền Giang. Dạ. Rồi, em giới thiệu đi em trai. Dạ, em kính chào quý khán giả có trong hội trường hôm nay. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường và chào bạn Kim Cương. Em tên là Quỳnh Minh Thành, năm nay 30 tuổi, đến từ Tiền Giang. Nghề nghiệp của em là nhân viên ngân hàng. Tới Tiền Giang luôn? Dạ, Tiền Giang, cùng quê hướng nhanh á. Ồ, đúng rồi. Em ở huyện nào? Dạ, em ở thị xã Gò Công. Đâu, hai bạn hỏi nhau coi mình có ở gần nhau không? Kim Cương ở đâu Kim Cương? Dạ, em ở Chợ Gạo anh ơi. Anh đi đường đó trần lắm á. Đúng rồi, Chợ Gạo, đi qua Gò Công phải đi qua Chợ Gạo. Dạ. Dạ. Tiện quá ha, chút nữa hai đứa về chung luôn đó. Cứ còn gì nữa. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em đi Kim Cương. Về điểm mạnh của em á là em cũng vui vẻ, hoạt bát. Em nói thì em phải làm. Điểm yếu của em á là em còn nhút nhát, chưa tự tin trước đám đông, nóng tính và hay cầu toàn. Cái gì không vừa ý thì em sẽ phản ứng. Về tật xấu là những lúc mà em nóng tính thì mặt rất là khó coi. Cũng dạ. Sao đâu em, ai nóng tính mặt dễ coi đâu. Rồi bạn trai thì sao, ưu điểm khuyết điểm của em là gì nè? Dạ, ưu điểm của em thì hiền. Cái thứ hai là em biết nấu ăn. Thì mọi chuyện gia đình thì em đều làm được hết. Của em thì rất là kỹ tính, ví dụ như đồ đạc của em là em giặt, chứ không để mẹ giặt. Còn có nhược điểm của em là em rất là nhút nhát, em về trước cái đám đông. Em gái mình trải qua mấy mối tình rồi em? Em trải qua hai mối tình. Chia tay mối tình rồi? Sau á là chia tay cũng 3 năm. Người ta thích mình nhưng mà mình không có thích người ta. Có nghĩa là cũng chưa có yêu đúng dạ, không? Cứ là yêu, ta, cũng ta... thích thôi. Dạ, vậy là cô này cũng kén dữ rồi ha. Em có mấy mối tình rồi? Trước đây thì em có một mối tình, chia tay nay cũng hơn 3 năm. Cái mối tình đó là em quen bạn gái là 4 năm thì cũng cùng quê. Hai chúng em rất là thương nhau. Nhưng mà thời điểm đó thì gia đình của bạn gái là có chị ở người nước ngoài. Rồi ba mẹ là cũng dự định đi nước ngoài. Rồi cũng có ý là bạn nữ cũng đi theo chung luôn. Gia đình bên gái thì rất là ngăn cản. Rồi tụi em làm gì? Lúc đó còn nhỏ, hai đứa cũng dự định là muốn trốn đi luôn. Trốn luôn? Vậy là yêu nhau dữ lắm à? Em nghĩ cái vấn đề đó là không nên. Em nói với bạn nữ là hai đứa mình sẽ đăng ký kết hôn. Tại vì em nghĩ là lúc đó pháp luật sẽ có giấy tờ đó. Hai bên gia đình không có ngăn cản được. Thì hai đứa mới tiến hành đi đăng ký kết hôn. Nhưng mà rốt cuộc thì sau này thì cái giấy đó cũng chỉ là ấy thôi. Cũng không bạn nên hỏi kỹ. Tức là hai bạn yêu nhau, yeah. Rồi hai đứa tính trốn đi, yeah. Nhưng em không đồng ý, em muốn là đăng ký kết hôn, yeah. Để có thể ép buộc gia đình, yeah. Là cho hai đứa lấy nhau, yeah. Xong có ra đi đăng ký không? Dạ có đăng ký. Có đăng ký luôn. Ủa, rồi đăng ký về mà gia đình cổ cũng không chịu. Hai bác bên bệnh cũng ngăn cản. Do đó thì nói chung tình duyên không thành. Và hiện giờ bạn đó đâu rồi? Dạ, bạn đó thì hiện tại đi định cư Mỹ này cũng mấy năm rồi. Rồi cái giấy hôn thú đó rồi em... Dạ thì khi mà ấy thì để nhau thì hai tụi em tiến hành làm thủ tục thôi. Coi như phải ly dị. Dạ phải ly dị. Coi như chưa cưới mà cũng phải trên danh nghĩa, dạ. Là coi như tại là... Tại vì trên mặt pháp lý đã có em, cho đó tụi em phải... À... Dạ. Hôm em đăng ký chương trình này em có nộp tờ giấy độc thân không? Dạ có. Của xác nhận chính quyền địa phương không? Dạ có. Tại vì khi đó hai đứa phải không còn cái mối quan hệ nhau thì bạn đó mới đi nước ngoài được. Chị hiểu. Tức rồi. Tức là một tình yêu... gọi là rất là dữ dội, yêu nhau thật sự. Gia đình ngăn cản quyết liệt quá. Bây giờ em muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Trước tiên thì công việc cũng tương đối ổn định. Thứ hai là biết yêu thương. Chị hiểu cái hoàn cảnh của em rồi. Bạn gái bên này là làm thư ký tòa án. Để chị sẽ hội ý bạn gái một chút xíu nha. Yeah. Có nghĩa là chưa có lấy vợ nhưng mà trên cái mặt pháp lý là đã một lần là có ly hôn rồi. Thì như vậy là vẫn không có vấn đề gì đúng không em? Em đi làm thì hồi đó em không có bạn là lý do là lúc mình đi học á, mình lý tưởng cuộc sống quá. Nhưng mà đi làm mình cũng hiểu được cái cuộc sống, cái hoàn cảnh của mỗi người, mỗi khác. Thì em cũng thông cảm được. Chủ yếu á, là em muốn tìm cái người bạn của em á, là phải là sống tình cảm như vậy. Biết chung thủy, biết chia sẻ, lắng nghe, quan tâm, chăm sóc cho bạn của mình. Chờ đợi tới hôm nay thì em cũng muốn tìm được cái người... nó phù hợp với mình. Về cái mặt giấy tờ đó là em không ngại, dạ, gì hết đúng không? Không ngại gì cả. Vậy mừng quá. Trai, yên tâm cảm rồi. Ơn đàn gái. Dạ. Thực sự là nói câu đó thì giải tỏa tâm lý bên đàn trai rồi. Dạ. Quan trọng bây giờ chúng ta bắt đầu làm lại từ đầu đây. Dạ. Chàng trai bên đây rất là hiền và nói cái câu chuyện hồi nãy chứng tỏ rằng đàn trai rất là chung thủy. Yêu là yêu quyết liệt lắm.
Thôi được rồi, đại diện đàn trai cảm ơn em đã. Dạ, rồi bây giờ thôi cái mẫu người tìm người sao đó nói anh Linh anh nghe đi, anh kiểm tra anh bên kia cho. Em thì cũng không có đòi hỏi nhiều về ngoại hình. Thì chỉ cần là cao hơn em là 1m7 là được. Dễ nhìn. Chắc bớt bớt chút em. Không tới 1m7, bớt chút xíu. Dạ. Không có đó là người ta đặt chỉ tiêu thôi. Dạ. Hiền. Dạ, anh này hiền khô luôn. Dạ. Đen đen, nước da đen đen giống anh. Dạ. Em cũng ngưỡng mộ anh Huyền Linh nên tính tình và vui vẻ. Thân thiện như anh Huyền Linh thì em cũng rất là thích. Rồi. Dạ. Còn yêu cầu gì nữa không? Công việc thì như là nãy nói là nhân viên ngân hàng, nhưng mà anh làm ở thành phố hả anh? Không, anh làm ở phòng dịch vụ công ngân hàng Kiên Long á. À vậy đó hả? Nhiều khi có nào em biết anh không? tại vì bên tòa án của em cũng có giải quyết những cái vụ kiện mà có liên quan bên ngân hàng nữa đó. Có khi biết đó. Dạ. Em không thích gì ở người đàn ông? Em không thích hút thuốc. Hút thuốc có không em trai? Dạ không, em không. Ví dụ có uống rượu thì mình đi làm việc thì đương nhiên cái xã giao thì đúng mình phải rồi. Có nhưng mà không có. Không có nhiều. Nhiều không? Tại em thấy người miền Tây cũng uống nhiều rượu nhiều thiệt. Anh cũng người miền Tây đâu có uống nhiều đâu. Tùy người nhưng mà đa phần là như vậy. Em thích nhất người đàn ông điều gì? Em thích là chịu khó, có ý chí cầu tiến và bản lĩnh. Em tính em là nữ nhưng mà em nói là em làm. Em là bản lĩnh đấy. À? Rồi, được rồi. Dạ. Anh thấy qua thăm đàn gái xong anh thấy nhẹ cái lòng rồi đó. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi theo đi. Dạ. Hôm nay em đi với ai? Dạ, hôm nay có má với dì với cháu của em. Chào dạ. Cô Quỳnh Linh với... con Cát Tường với cô Quỳnh Linh. Dạ. Rung quá à. Dạ. Dạ. Con cũng rung nữa. Nói hồi rung luôn. Dạ, dạ. Đồng hương mà. Dạ. Cháu trai bên đây thì thấy nó cũng dễ thương, cũng hiền. Dạ, cảm ơn cô. Thì tùy con, nhà bán thấy được đó, biết đâu. Biết đâu hả? Em trai nói chuyện gì với bác gái vài câu đi em. Nói với bác gái đi. Hứa gì đó sao nếu mà được gì đó. Dạ thì hôm nay con đến đây thì rất là vui khi được nghe những lời khen của bác. Con chỉ là có tấm lòng chân thành thôi, thì con nếu mà được thì sau này thì con sẽ dùng cái sự yêu thương, lòng chân thành để mà chăm sóc, chở che, san sẻ những khi mà chỗ Cương có chuyện vui hay chuyện buồn thì con sẽ sát cánh cùng Cương để vượt qua cái quãng đời. Dạ. Nếu bác nói, nếu mà cháu nói vậy thì bác cảm ơn con. Tại dạ. vì bác cũng muốn con bác có cái người biết quan tâm, san sẻ, chia sẻ vậy thì bác rất là đồng ý. Sao em gái khóc? Xúc động hả? Dạ, với một phần là nhà em thì có 6 chị em gái. Nhưng mà mấy chị có gia đình, còn có một mình em. Ba má rất là lo cho em. Nên em cũng mong là thông qua chương trình này thì thật sự em tìm được đúng cái người mà thương mình, lo cho mình để ba má cũng an tâm. Cố gắng, chị với anh Quỳnh Linh cũng sẽ cố gắng ha, lựa chọn người phù hợp cho em. Hy vọng hôm nay là mình sẽ tìm được cái người mà mình đang mong muốn nha. Dạ. Rồi. Đi với ai? Dạ em đi với mẹ. À có mẹ nữa hả? Chào Quỳnh Linh với cô Phát Tường. Dạ chào cô. Thì thấy hai cháu nói vậy thì cũng quá vui, không biết nói gì. Đầu tiên hai bà xui tương lai có thể tiến đến gần nói vài câu với nhau đi. Hai người nói chuyện nhau chút xíu đi, nãy giờ thấy hỏi chị ở đâu? Chị ở Gò Công nào? Ở Gò Công, Gò Tây hay Đông? Đông phải không? Tôi ở chợ gạo. Chị thấy như cháu nói vậy mà chị có đồng ý chọn rể không? Tôi thì đồng ý nhưng mà điều không biết con thì chứ tôi thì tôi chịu rồi thì thấy cái cô này cũng dễ thương, cũng bây giờ thấy thì cũng chấm. Dạ. Vậy là hai bà chấm hết trơn rồi. Hai đó. Bà xui ôm nhau cái đi. Hai ôm nhau đó. Đi rồi. Trời ơi đẹp quá. Rồi cảm ơn hai bà xui tương lai. Hay ăn thua đặt là hai bạn. Đặt kéo màn lên hai đứa thôi. Hai bạn cứ trò chuyện thoải mái đi. Đây, con gấu bự hơn em đó. Dạ, em cảm ơn. Em cũng có món quà tặng anh. Em tặng anh hai quyển sách. Đó, thấy gà lăng chưa? Đó, rồi hai bạn nói chuyện thoải mái đi nào. Dạ, em mới gặp anh thì anh có những cái hành động như gà lăng vậy đó. Thì em thấy anh là người hiền, gương mặt thì hiền. Tính tình thì em chưa tiếp xúc nhiều, em không biết. Chắc là biết quan tâm đến người khác. Quan tâm đó, anh chuẩn bị mấy ngày nay anh biết em mặc áo hồng nên tặng gấu màu hồng. Màu hồng luôn á. Nếu mà hai đứa mình mà có duyên đến nhau á thì em dự định khi nào tiến hôn nhân?
Thì tuổi của anh với em cũng là cũng có thể lập gia đình được rồi, nhưng mà quan trọng là do cái quá trình tìm hiểu của mình cảm thấy mình phù hợp, thì em nghĩ có thể trong năm nay. Tại vì gia đình em cũng muốn em lập gia đình rồi, và em cũng vậy, nên chủ yếu là do em với anh. Em có biết anh tặng con gấu em là có ý nghĩa, thế này theo anh suy nghĩ thôi. Người con gái thì anh nghĩ là em rất là bản lĩnh, rất là cá tính. Nhưng mà anh nghĩ thì người phụ nữ cá tính, bản lĩnh thì ở một khoảnh khắc nào đó thì cũng mềm yếu. Có những cái việc có thể là chia sẻ cùng gia đình, chia sẻ cùng người thân. Có những chuyện thì sẽ không trải lòng được. Do đó thì nó cũng như là anh sẽ cùng bầu bạn với em. Những cái lúc mà em buồn, em vui, những lúc mà em cần có tâm sự để em trải lòng, thì em cứ xem nó là một người bạn để em trò chuyện cùng nó, để nó hiểu em hơn. Và anh hy vọng thì qua cái chương trình này thì em sẽ cùng anh em nút để sau này thì anh có thể nghe để chia sẻ, quan tâm em, cũng như là hôm nay ý nghĩa anh tặng em chú gấu. Sau khi chia tay chương trình về nè, hẹn hò sao đó tính đi bạn. Ý em sao? Trời ơi, em phải chủ động chứ em trai. Sau khi chương trình á thì anh được mời bác mời dì em, dì với cháu em cùng dạ. Em thì mình ghé ở thành phố, ghé chỗ nào đó mình để mình ngồi lại, có để dịp để mình trao đổi tiếp xúc nhiều hơn. Đi gấp có chuẩn bị tiền đủ không á? Một xe đằng đó ta có thẻ ngân hàng người ta mượn. À quên có thẻ ngân hàng. Em lo nhiều khi đi gấp quá không có chuẩn bị, cái một xe là nó tính mình lo đó mà. Thì em cũng cảm ơn cái lời mời của anh để em hỏi ý kiến gia đình. Hôm nay chúng ta cũng có duyên gặp nhau, mong rằng các bạn sẽ có phần với nhau nha. Dạ. Thôi, anh nghĩ rằng cũng không cần phải nói nhiều. Đặt tay vào nút bấm nha hai bạn. Bấm nút là hẹn hò, tìm hiểu và tiến tới hôn nhân nha các bạn. Hết sức nghiêm túc, rất rất nhiều người đang theo dõi mình. Hãy đưa ra chọn lựa của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3. Hết thời gian. Rồi. Nắm tay nhau đi hai bạn. Nắm tay đi. Dễ thương quá, cô gái rất dễ thương. Lạnh không? Nhớ tên cổ không? Kim Cương. Rất đặc biệt nên phải nhớ thôi. Em quên tên anh rồi. Tại nãy rung quá. Anh tên Thành. Anh Thành, dạ.